Cậu bé lớp 6 không học thêm, không ôn luyện thì lần đầu TOEIC đạt 920 điểm khiến nhiều anh chị muối mặt. Mới đây, một người phụ huynh đã chia sẻ hình ảnh về cậu con trai của mình trong group Flex đến hơi thở cuối cùng, khiến nhiều nam thanh nữ tú xem xong mà cảm thấy nhột ngang, thậm chí không dám cho phụ huynh của mình xem video này trong lúc đang ăn cơm để tránh cơm chan nước mắt và nghe hàng chục câu phán xét về con nhà người ta. Theo như bố của em cho biết, em đang là học sinh lớp 6 và cả 6 năm đều học trường công, không đi học thêm, không ôn luyện. Nhưng lần đầu thi TOEIC đạt 920 trên 990 điểm, mức điểm được cho là cao kinh khủng mà nhiều người dù lớn dù bé đều rất ao ước nhưng khó lòng để thực hiện. Bên dưới bài viết, cộng đồng mạng đều phải ngã mũ thán phục trước cậu bé 12 tuổi khi mặc dù còn rất nhỏ nhưng đã đạt được thành tích khủng trong học tập. Đỉnh cao hơn là em chỉ tự học ở nhà mà không phải đi ôn luyện từ trung tâm này đến trung tâm nọ, hay học ở trường tư có học phí hàng trăm triệu mỗi năm. Ngoài ra, em còn biết về lập trình với kiến thức tương đương với một sinh viên năm cuối. Xem đến đây, nhiều bạn trẻ phải tự soi gương lại bản thân khi nghĩ đến trình độ English của mình mà chán không buồn nói. Thay vì khoe thành tích TOEIC khủng thì lại đi khoe rank cao thủ Free Fire, Liên Quân, khoe xem hôm nay cài được bao nhiêu tập phim mà mình yêu thích. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.